Sáng ngày 14 tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin cảnh báo về tia cực tím UV ở 5 địa phương trải dài cả nước, đều đạt mức cao và rất cao, có nguy cơ gây hại trung bình đến cao. Theo đó, dự báo trong ngày ở các thành phố miền Bắc và Huế, Đà Nẵng có chỉ số tia UV cao nhất ở mức trung bình. Các địa phương bao gồm Hội An, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau đều đạt mức cao đến rất cao và xảy ra chủ yếu từ 11 đến 14 giờ. Trong 3 ngày tiếp theo, các thành phố đều có chỉ số tia UV cực đại, tiềm năng có nguy cơ gây hại trung bình đến cao. Riêng Cà Mau ngày 15 tháng 11 có chỉ số tia UV nguy cơ gây hại rất cao.